Dạ, cây cảnh quy hoàng mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai trên mọi miền tổ quốc ạ. Hôm nay cây cảnh quy hoàng nhà em có về một lô cây bonsai thành phẩm ha, lớn có nhỏ có hết cô chú anh chị, có mấy cây để bàn nữa ạ. Như là điệp lào nè, sâm hương, rồi cằn thăng, mai chứa thủy, sam trái ha. Em thì ở quận Ung Môn, thành phố Cần Thơ, số điện thoại của em là 0939081082. Số đó cũng là số Zalo em xài hàng ngày ạ. Dạ, mã đầu tiên của cây cảnh quy hoàng ngày hôm nay, đây là một cây me hết cô chú anh chị. Đây là cây me chua ạ. Cây này là trên chậu nó đã cho trái rồi hết cô chú anh chị. Đây, cây thần chậu lâu năm rồi cô chú anh chị an tâm đi ha. Cây này rất là già cây luôn á. Cốt cành thì tụi em đã điểm dây hoàn thiện cho cô chú anh chị rồi. Những cái tay thì có chỗ là em đã tháo dây ra luôn rồi. Em xin phép đo thông số ạ. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 65 ạ. Em đo lên tới cái chót luôn hết cô chú anh chị, 65. Dạ, tán dài là 100 ạ. Tán ngang là được 69. Form tàn rất là ấm luôn rồi cô chú anh chị nhìn ha. Đây, cái dàn xương của cây là khỏi chơi luôn hết cô chú anh chị. Cốt lớn lắm cô chú anh chị ơi, em tháo dây ra rồi điểm vô mấy lần như thế đó đó. Mà cây này là trên chậu là đã cho trái luôn rồi. Nó già cây dữ lắm rồi. Em sẽ đo cái hoành thân cây ạ. Dạ, hoành thân cây là được 19 ạ. Rồi, tổng hoành đế ha, đế nơm ạ. Dạ, tổng hoành đế em đo như thế này, đây là được khoảng 99 nha cô chú anh chị. Cây cô chú anh chị nhìn nè, cây nó già ha, nó già nó không có lỗi chỗ nào hết luôn, nó chóc da me nè. Cái dàn xương của cây nè, cốt rất là lớn, em sẽ đo một cái tay đi, ngay một cái tay ngay chỗ này nè, cho cô chú anh chị biết được độ lớn của cây ha. Là ngay chỗ này là nó ngay 10 luôn á cô chú anh chị. Đó. Tụi em đã tháo dây ra hết những cái chỗ này nè, form tàn ấm hết rồi. Cây này cốt cành quai nhạo lớn ha cô chú anh chị. Rồi, mã này mã số 0. À, một cây me chua miền Tây. Cây này em bao ship toàn quốc với giá là 3,8 triệu ha cô chú anh chị. Và khi ship cho phép em rút chậu bó bầu. Chậu này là chậu xi măng ạ. Với cây nó thuần hết nên mình an tâm về độ sấm đi ha. Em sẽ đo cái đường kính chậu cho cô chú anh chị về sang chậu ạ. Và cây hiện nằm trong chậu 6 ha. Chiều dài là 40, chiều dài là 60, chiều ngang là 40 ha cô chú anh chị. Rồi. Về cô chú anh chị có thể sang cái chậu lớn hơn cũng được ạ. Me chua ha. Rồi, cái nào mà không rõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em để em hỗ trợ chụp hình thêm ạ. Dạ, rồi tiếp theo em lên mã số 1 ha cô chú anh chị. Đây là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm ha. Mã này là mã 1K ạ. Cô chú anh chị nhớ chốt đúng mã giùm em ạ. Cây này là cây lũa nghệ thuật nha cô chú anh chị. Một nhánh bên đây là sống hoàn toàn ha. Còn bên đây là tụi em tạo lũa nghệ thuật. Em sẽ đo thông số ạ. Dạ, chiều cao của cái nhánh lũa bên đây là được 85 hết cô chú anh chị. Còn chiều cao của cái cây mà bên đây đây, cây bên đây là được 67 ạ. Em sẽ đo tổng cái hoành thân hai cây ha. Tổng hoành thân hai cây là được 40 ạ. Này, em đo nhiều chi tiết cho cô chú anh chị rõ ha. Cái thân bên đây là được 18 ạ. Đó, tụi em đã tạo lũa đã nghệ thuật cho cô chú anh chị rồi. Form tàn cái cây bên đây là rất là đẹp luôn nè. Già lắm cô chú anh chị ơi. Nhìn ở dưới đây nè, cái dàn cốt cành qua nhạo dưới đây là nó lớn lắm nè. Có trái luôn rồi nè cô chú anh chị. Đó, nó ra bông rồi nó có trái đỏ đỏ như thế này đây ha. Đây là nguyệt quế lá sắn và chùm nè. Trái rất là đẹp luôn á. Đây, trái đỏ đỏ nè. Đó. Ấm, form tàn ấm nha. Đế này là đế nôm. Dạ, mã này là mã 1K ấy, cô chú anh chị. Cây nguyệt quế này em bán với giá là 1,9 triệu. 1,9 triệu em bao ship luôn. Và em không có ship chậu ha. Chậu này cũng chậu xi măng à. Cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, cái lũa này là mình chơi lâu đời luôn. Còn cái cây thì nó sống lâu năm rồi cô chú anh chị an tâm nha. Dạ, rồi em xin phép xuống cây ạ. Dạ, rồi tiếp theo em lên mã số 2 ha. 2K ha. Đây là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm luôn hết cô chú anh chị. Rồi, cây này là cây dáng trực ha, dáng trực form tàn ấm hết, tụi em đã vô dây hoàn thiện cho cô chú anh chị rồi. Rồi em sẽ đo thông số ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 70 ạ. Có tán dài là 80 hết cô chú anh chị. Cũng là lá sắn bông chùm nè, cây đang ôm nụ rất là nhiều luôn á cô chú anh chị ơi. Về nhà mình là cây này sẽ nở hoa ha. Đây, nụ chùm chùm nè, nhiều chỗ lắm luôn ạ. Hoa thì màu trắng á, màu trắng và rất là thơm nên cô chú anh chị an tâm đi ha, thơm lắm. Và cây nó thuần chậu nữa, mình an tâm về sự sống đi ạ. Cây nhà em bán bao sống luôn.
dán trực á. Rồi, em sẽ đo cái hoành thân ha. Dạ hoành thân cây là được 31 ạ. Cây cũng có đế luôn, cốt cành lớn hết cô chú anh chị. Tụi em đã vô dây hoàn thiện cho mình hết rồi, không có bị lũa một chỗ nào hết ạ. Mã này là mã 2K ha, cây nguyệt quế 2K. Cây này em bao ship toàn quốc với giá là 1.6 triệu hết cô chú anh chị. 1.6 triệu em cũng rút chậu bó bầu ạ. Chậu này chậu xi măng em cũng không có ship ha. Cây này vài bữa nữa đẹp hơn nữa khi mà lá nó trở lại thêm á. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là mã 3K hết cô chú anh chị. Bữa nay em được một cặp cần thân lớn như thế này đây nè. Rồi tụi em lặt lá để điểm thêm một nước dây nữa. Và lá thì nó đang ra rất là nhiều rồi nè. Vài ngày nữa, một tuần nữa ha, nó ra hết, cái cây nó sẽ ấm tàn đẹp hơn. Bây giờ thì dàn xương cô chú anh chị thấy rồi ạ. 3K ha, cây cần thân này có chiều cao lên đây là 31, có tán dài là 52 hết cô chú anh chị. Cần thân thì cô chú anh chị chơi phong thủy ha, cần cù thân tiến ạ. À, cây này già nguyên một cái củ lặt luôn á. Củ này nó đặt kẹo luôn và nó không có lỗi gì hết á. Dạ, cái củ này là được 44 hết cô chú anh chị. Này, cây này quái ha, một nhánh bên đây nè và một nhánh đưa ra bên đây. Dạ mã này là mã 3K, cây cần thân này có giá là 1.8 triệu. Em bao ship và em ship cả chậu cho cô chú anh chị luôn ha. Chậu này em vô cho cô chú anh chị luôn rồi nè. Về nhà mình cứ để gì là chơi thôi ha, cứ chăm nước thôi chứ không cần làm gì nhiều. Dạ rồi, chậu mới. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là mã 4K hết cô chú anh chị. Đây cũng là một cây cần thân á. Đây, cái dàn xương của cây thì cô chú anh chị nhìn này ha. Vài ngày nữa là lá nó ra, lọc non ra là cô chú anh chị nhìn cái cây nó ấm tàn và nó đẹp hơn bây giờ rất là nhiều ạ. Dạ cây này thì có chiều cao lên đây là được 41 ạ. Có tán dài là được 55 hết cô chú anh chị. Cây này phơm tàn ấm lắm đó cô chú anh chị ơi. Tụi em là cây này là điểm 3 nước dây luôn rồi. Lần này mà về mà cây nó có ăn dây là cô chú anh chị có thể tháo ra luôn rồi ha. Rồi em sẽ đo cái hoành củ ha. Cái củ này rất là quái luôn ạ. À. Dạ hoành củ này là 42 ạ. À. Cái củ này quái lắm đó cô chú anh chị. À, nó co lắc ha, nó lên trên đây nè. Cốt lớn lắm luôn rồi. Cây này già, cây chóc da luôn ạ. À. Dạ mã này là mã 4K ha. Cây cần thân này có giá là 1.9 triệu, em bao ship và em ship cả chậu cho cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị nào mua một cặp em sẽ bớt tiền cho mình ha. Đài, cây này rất là đẹp nghe cô chú anh chị. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. À. Cái nào mình không gõ cứ liên hệ số điện thoại của em ha, 0939081082. Số đấy cũng là số mà em xài Zalo ha cô chú anh chị. Cái nào mà mình chốt hàng á, chưa gõ thì liên hệ đó để em hỗ trợ chụp hình cho cô chú anh chị. Em lên tiếp cho cô chú anh chị là ba cây linh sam dán thác đổ ha. Những cây linh sam của những clip trước em đã giao lưu hết rồi. Em rất là chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã mua cây ủng hộ em ạ. À. Dạ cây linh sam mã 5K có chiều cao lên đây là được 24 ạ. À. Có cái tán ngang em đo từ đây qua đây là được 39 nhé cô chú anh chị. Này, dán thác đổ không và phơm tàn thì ấm rồi. Tụi em đã lặt lá và lá thì đang ra rất là nhiều hết cô chú anh chị. Này. Rồi cây này có hoành thân là 19, cây có đế luôn nè cô chú anh chị ơi ha. Cô chú anh chị. Dạ rồi, để đo cái chiều dài của nhánh đổ. Cây này đổ co lắc ha. Em đo chiều dài như thế này đây là được khoảng 47 hết cô chú anh chị. Em đo theo đường thẳng từ đây xuống đây á. Nếu mà kéo dài theo cái đường đổ cong của cây á, thì nó sẽ dài hơn ạ. À. Mã này là mã 5K. Em nghiêng cho cô chú anh chị coi được cái sự lắc lượng của cái cây ha. Cây này về á, cô chú anh chị sang chậu thì cây nó sẽ rất là đẹp luôn á. Này, mã này mã 5K. 1.4 triệu em bao ship nhé cô chú anh chị. Này 1.4 triệu một cây linh sam dán thác đổ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là mã 6K ạ. Ủa cây này là cây 7K mà. Thôi thôi đưa cái mã 6K đây cho thím hai. À, dạ rồi. Rồi cây này là cây 6K hết cô chú anh chị. Nhớ chốt đúng mã giùm em ha. Này. Dạ cây này cũng là linh sam song hình dán thác đổ, mã này là mã 6K. Mỗi cây nó đổ dòng không á, đổ nhiều nhịp nè. Em để gì cho cô chú anh chị nhìn rõ được cái đổ của cây ha. Cây có chiều cao lên đây là 21. Có cái tán ngang là được 45 ạ. À. Cái chiều đổ xuống đây là được 55 hết cô chú anh chị. Cây này đổ rất là sâu luôn ạ. À. Phơm tàn là cô chú anh chị nhìn này ha, lọc non nó ra là ra rất là nhiều á. Về lần này là nó có thể cho mình bông luôn á. Rồi em sẽ đo cái hoành thân cho cô chú anh chị gõ ha. Cây này quái lắm á cô chú anh chị ơi. À, dạ hoành thân cây này là được 16 ạ. À.
nó có một cái rễ treo mà ăn vô đây luôn nè. Đây, cây này, cái thân này nó ăn rễ vô đây rồi đây nữa. Cây này nhìn rất là quái à. Rồi em sẽ nghiêng cho cô chú anh chị nhìn được cái dàn xương của cây đi. Rồi cây này cũng có giá là 1,4 triệu hết cô chú anh chị. Mã này là mã 6K ha. Đó, 1,4 triệu luôn. Cô chú anh chị mua một cặp thì em cũng bớt cho mình 100.000 ha. Giá là em bao ship luôn hết cô chú anh chị. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo là mã 7K hết cô chú anh chị. Đây cũng là một cây linh sam song hình dáng thác đổ. Cây này giá 1,5 triệu hết cô chú anh chị. Cây này rất là đẹp luôn nè. Hai thân nó hòa quyện với nhau ạ. Dạ, cây này cao lên đây là được 19 ạ. Có tán ngang là được 45 hết cô chú anh chị. Rồi, tổng cái chiều đổ em đo như thế này đây được 57 ạ. Phơm tàn rất là ấm luôn rồi cô chú anh chị ơi. Này. Rồi em sẽ đo cái thân đi. Dạ, cái thân em đo ngay đây là 15, cây có đế ạ. Dạ, tổng quỳnh đế em đo hạo hạo là được khoảng 38 hết cô chú anh chị. Đó, cây này có đế. Cây này là mã 7K ha, 1,5 triệu em bao ship ạ. Nghiêng giùm bắt hai vô. Cây này cô chú anh chị nhìn nè, nó hai thân nó hòa quyện với nhau nhìn rất là lạ ha. Tụi em nuôi cây vô dây theo kiểu giật tặng đó cô chú anh chị. Những cây thắt đổ á, mà vô như vậy nhìn cây nó rất là đẹp luôn á. Cái cây này nó thuần lâu lắm rồi, mình về mình cứ sang chậu giùm em đi ha. Có hoa màu tím nở quanh năm luôn ha, rất là dễ à. Rồi em xin phép xuống cây ha, 7K 1,5 triệu ạ. Dạ, tiếp theo em lên dúi nha cô chú anh chị. Đây là mã 8K ha. Em cũng có một cặp dúi luôn. Mã này là mã 8K. Cây này là bữa nay nó ra lọc non á cô chú anh chị, rất là đẹp rồi nè. Vài ngày nữa nó ra nhiều hơn nữa thì cô chú anh chị nhìn cái cây nó lạ hơn cái này nữa ạ. À. Dạ, cây có chiều cao lên đây được 31. Có tán ngang là 36. Đó, ra lọc non khúng khúng rồi nè cô chú anh chị. Tụi em tháo kẽm, tháo lặt lá bớt á để cho nó ra đợt lá mới này, nhìn cái cây nó rất là đẹp ha. Dạ, hoành thân cây là ngay 12 luôn hết cô chú anh chị. Em tính 11 thôi ạ. À. Rồi em hảo hảo hoành đế đây được 40 ạ. À. Cái củ này đặt luôn, không có lỗi gì hết. Củ nôm lên ha. Mã này mã 8K. Cây dúi này có giá 1,3 triệu em bao ship hết cô chú anh chị. Và em ship cả chậu cho mình luôn. À. Cây này nhìn lực lắm á. Mình mua về mình để bàn trà hết cô chú anh chị. Dúi để bàn trà. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. À. Cái nào cô chú anh chị không gọi liên hệ số điện thoại của em ha, 0939081082 để em hỗ trợ chụp hình thêm cho mình. À, dạ rồi, tiếp theo em lên mã 9K cũng là một cây dúi ha. Rồi, hai cái cây dúi này nó rất là giống nhau ha, củ nó lực lắm luôn. Cũng là giá 1,3 triệu hết cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 35. Có tán ngang là 36. Cô chú anh chị mua một cặp thì em sẽ bớt cho mình 100.000 ạ. Mã này là mã 9K ạ. Hoành thân cây này là 14 hết cô chú anh chị. Em hảo của hoành đế được 45 ạ. Rồi 9K là 1,3 triệu ạ. Cây này là bán là giá là bao ship và bao chậu luôn hết cô chú anh chị. Ship cả chậu cho cô chú anh chị luôn. Giá 1,3 triệu. Mà cô chú anh chị mua một cặp thì sẽ bớt thêm cho mình 100.000 ạ. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 10K ạ. Đây là một cây ổi tàu siêu trái ạ. Dáng bay hết cô chú anh chị. Phơm tàn rất là ấm luôn rồi ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 36 ạ. Tán ngang là 39 ạ. Tổng tán dài là 70 hết cô chú anh chị. Mã này là mã 10K ạ. Dáng bay rất là nghệ thuật ha. Cây này về cô chú anh chị gắn thêm một cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ như góc này nè. Cô chú anh chị cũng có thể trồng vô những cái chậu hình chữ nhật như thế này đây ạ. Rồi mình gắn thêm tiểu cảnh ha. Cây có hoành thân là 19 nè. Cây còn đế nữa nè, về mình cũng có thể khai thác thêm hết cô chú anh chị. Nghiêng giùm bắt hai ra. Đó, em nghiêng cho cô chú anh chị nhìn được cái dàn xương của cây ha. Cây nó không có lỗi chỗ nào hết ạ. Mã này là mã 10K ha. Cây ổi tàu siêu trái này có giá là 1,4 triệu em bao ship hết cô chú anh chị. Và em cũng không có ship chậu ha. Chậu này chậu xi măng á, về cô chú anh chị mua chậu đẹp trồng vô giùm em ạ. Cây nó thuần nên mình an tâm đi hết cô chú anh chị. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 11K, cũng là một cây ổi tàu siêu trái nha. Cây này thì dáng trực ha, đang cho bông luôn rồi ạ. Cây có chiều cao lên đây là 44 ạ. Có tán ngang là 46 ạ. Những cây này về cô chú anh chị trồng vô những cái chậu đẹp ha. Cái mình để vừa chơi bonsai vừa có trái luôn, rất là thích.
Giống ổi này cô chú anh chị chỉ cần con đọt thôi là nó sẽ cho trái tự nhiên, mình không cần làm gì hết hết cô chú anh chị. Nó rất là dễ trồng, dễ chăm sóc luôn ạ. Cây này có giá 700 ngàn hết cô chú anh chị. Này. Rồi hoành thân cây cũng là 18 ạ, 700 ngàn. Nè, cây nó đang ra bông ở đây nè cô chú anh chị ơi. Bông ở đây nè ha. Rất là dễ bông luôn. Em cũng nghiêng cho cô chú anh chị nhìn cái dàn xương của cây ha. Cốt cành nó cũng lớn rồi. Rồi cây này thì 700 ngàn hết cô chú anh chị. Mã này mã 11K. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo em lên khế cho cô chú anh chị ha. Mã này mã 12K ha. Bữa nay em được 5 cây khế ha. Cô chú anh chị nhớ chốt đúng mã giùm em hết cô chú anh chị. Đây là khế chua em ghép với khế nhật. Ghép vô khế nhật để cho nó cho trái nhiều hết cô chú anh chị. Trái thì quanh năm luôn. Và mình ăn thì sẽ có vị chua. Đây cây có chiều cao lên đây là 55. Có tán ngang là 50 ạ. Cây thì hiện đang cho hoa nè cô chú anh chị ơi. Những cái hoa này là nó sẽ tự tạo trái cho mình nè. Nó tạo trái ra nè. Còn đây, đây nè, bông rất là nhiều rồi nè. Gà lọc non nhiều. Khế thì nó đi là xếp 4-5 ngày là nó vàng lá, rụng lá ấy cô chú anh chị. Rồi em đo hoành thân cây này là được 19 nè. Dạ hoành đế là được 42 ạ. Mã 12K ha. Cây khế này có giá 700 ngàn em bao ship hết cô chú anh chị. Em ghép hai mắt ghép mà những cái mắt ghép nó lớn lắm này nè cô chú anh chị. Đây 12K 700 ngàn. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Cái nào cô chú anh chị không rõ thì liên hệ số điện thoại em để em hỗ trợ chụp hình thêm cho mình ạ. Dạ mã 13K ha. Cũng là khế chua em ghép với khế nhật ha. Cây này ra lọc non ra bông rất là nhiều luôn. Những cái lá nào mà nó vàng là xếp 4-5 ngày là nó rụng nhiều lắm hết cô chú anh chị. Còn lá non thì nó đỡ hơn ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 30 ạ. Có tán dài là 50 ạ. Cây nào cũng đang cho hoa rất là nhiều ạ. Mã này là mã 13K ạ. Cái gốc khế này thì rất là quái ha. Dạ hoành thân cây là được 24 ạ. Em đo chiều dài đi, chiều dài của cái dáng nằm này là được 24 luôn hết cô chú anh chị. Cái cây này nó rất là quái luôn nè cô chú anh chị ơi. Mã này mã 13K ha. Cây này có giá là 700 ngàn luôn hết cô chú anh chị. 700 ngàn em bao ship luôn và chậu xi măng em cũng không có ship được ạ. À. Nó vàng, ship nó vàng như thế này nó rụng ha. Rồi vài bữa nữa nó ra lọc non nó cho trái chứ không có vấn đề gì đâu hết cô chú anh chị. Rồi em xin phép xuống cây ạ. À. Cô chú anh chị mua cây nhà em từ 2 cây trở lên em đều bớt tiền cho mình hết cô chú anh chị. Đây. Dạ tiếp theo là mã 14K cũng là khế chua em ghép với khế nhật. Cái gốc này lớn ra. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 39 ạ. Có tán ngang là được 45 hết cô chú anh chị. Cây này cho bông rất là nhiều luôn rồi nè. Những cái bông này là về nhà mình nó sẽ đậu trái ha. Đó, đại diện như cái nhánh này đây là nó đậu trái lai gai nè cô chú anh chị ơi. Còn cái lá nào mà vàng thì nó rụng ha. Lá non thì nó đỡ rụng hơn. Dạ hoành thân cây là được 30 hết cô chú anh chị. Em hảo hoành đế đi. Dạ hoành đế là được 56. Cái cây này nó to. Nó to nhưng mà nó có một chút khuyết điểm hết cô chú anh chị. Đây là nó lũa đây nè. Nhưng mà nó xăm cứng nè cô chú anh chị nhìn ha. Rồi đây là mặt cắt ha. Đó, rồi chỗ này nè. Nó cũng lũa. Đó. Cái chỗ nào nó có khuyết điểm thì em chỉ cho cô chú anh chị hết. Mã này mã 14K. Vì nó có khuyết điểm như thế em bán 700 ngàn hết cô chú anh chị. 700 ngàn mà em bao ship luôn. Nhưng mà nó không có một đâu cô chú anh chị an tâm nha. Cây này ghép ba mắt ghép luôn. Cây này giá này là rất là mềm hết cô chú anh chị. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là mã 15K ha. Cũng là khế chua em ghép với khế nhật hết cô chú anh chị. Này cây này thì phơm tàn đổi chơi ha. Rất là ấm luôn rồi ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 35 ạ. Có tán dài là được 46 ạ. Khế hôm nay là cây nào cũng đang cho hoa rất là nhiều hết cô chú anh chị. Về nhà mình là nó tự tạo trái ạ. Dạ hoành thân cây là được 20 hết cô chú anh chị. Hoành đế là được 40 ạ. Dạ cây này thì 650 ngàn hết cô chú anh chị. 650 ngàn bao ship luôn ạ. À, chậu xi măng thì em cũng không có ship chậu ha. Cây này phơm tàn rất đẹp rồi nè cô chú anh chị. Liền lạc không có lỗi gì hết nè. Là chỉ nó nhỏ hơn nên em bán 650 ngàn ha. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là mã 16K hết cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhớ chút đúng mã giùm em ạ. Cũng là một cây khế chua em ghép với khế nhật ha. Cây này là dáng nằm hình thú ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 40 ạ. Có tán dài là được 52 hết cô chú anh chị. Phơm tàn rất là ấm luôn rồi ạ. Cây này về mình trồng theo cái chậu hình chữ nhật như thế này. Đây là rất là đẹp rồi hết cô chú anh chị. Cây vài bữa nữa nó ra đọt non cái nó cho trái nữa.
Dạ hoành thân cây là được 23, ngay 23 em tính 22 thôi ạ. Em đo cái chiều dài dáng nằm của cây ha, được 31 ha. Dạ mã này mã 16K ha. Cây khế chu em ghép với khế nhật. Cây này có giá 850 ngàn em bao ship hết cô chú anh chị. Đây cây có mặt cắt ngay chỗ này nè, đang kéo rất là mạnh luôn. Rồi ngoài mặt cắt đó ra là không còn khuyết điểm nào hết ạ. 16K 850 ngàn ha. Mua một cặp thì em sẽ bớt cho mình 100 ngàn luôn ạ. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ hết khế rồi em lên cần thăng nha cô chú anh chị. Đây mã này mã 17K ha. Những cây cần thăng này em đã điểm dây cho mình và lặt lá hết rồi, vài ngày nữa nó sẽ ra lọc non á, cây nó sẽ rất là đẹp ha. Về cô chú anh chị sang chậu giùm em ạ. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 39 ạ. Có tán ngang là được 46 ạ. Phơm tàn này là vài bữa nữa nó ra lá nó sẽ ấm lắm á cô chú anh chị ơi. Cây này là cái gốc là bao đẹp luôn á. Này. Cái hoành đế là 49 nha cô chú anh chị. Đây, đế này thân mấy cây này già lắm rồi cô chú anh chị. Mã 17K ha. Cây này có giá 700 ngàn em bao ship hết cô chú anh chị. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Cô chú anh chị mua một cặp em sẽ bớt cho mình 100 ngàn luôn ạ. Này mã 18K. Cây này thì 650 ngàn ạ. 650 ngàn em bao ship luôn ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 34 ạ. Có tán ngang là 39 ha. Những cây này là lặt lá hết rồi, vài ngày nữa mới ra lọc non đẹp hơn nhiều lắm ạ. Dạ hoành đế là đế nôm ha, là được 54 ạ. Đo cái thân cho cô chú anh chị cho rõ ha. Dạ cái thân ngay chỗ này là được 11 hết cô chú anh chị. 18K 650 ngàn em bao ship luôn ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Đây dạ tiếp theo là mã 19K hết cô chú anh chị. Cũng là một củ cần thân ha. Củ này thì 650 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. Cần thân giá này rất là mềm hết cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 37 ạ. Có tán dài là 42 ạ. Tụi em đã vô dây hoàn thiện cho mình hết rồi nè. Về chỉ cần sang chậu là chơi thôi chứ không có cần làm gì nhiều hết cô chú anh chị. Rồi hoành đế là được 50 ha. Cây nào đế cũng lựa 50 không ạ. Rồi thân cây này là được 17 ha. 19K 650 ngàn luôn. Mua một cặp thì bớt 100 ngàn luôn hết cô chú anh chị. Đây. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là mã 20K. Đây là một cây kiều hùng hết cô chú anh chị. Cây này là kiều hùng để bàn, em đã vô chậu cho mình luôn rồi. Về cô chú anh chị cứ để gì là chăm ha, là cây nó sẽ cho bông ha. Kiều hùng có bông màu hồng ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 31 ạ. Phơm tàn rất là ấm luôn, tụi em vô dây hoàn thiện cho mình rồi. Tán dài là được 42 ạ. Dạ hoành thân cây em đo ngay chỗ này là được gần 9, em tính 8 nha cô chú anh chị. Nó có một cái đế nhỏ nhỏ ha. Này, em hạo hạo cái hoành đế cho cô chú anh chị gõ là được khoảng 24 ạ. Mã này là mã 20K, 600 ngàn em bao ship và ship cả chậu cho cô chú anh chị luôn. Một cây kiều hùng ạ. Đó, những cây như thế này đây về chỉ cần tưới nước thôi, không cần làm gì hết hết cô chú anh chị. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là 21K. Đây là một cây điệp lào hết cô chú anh chị. Này cây này tụi em cũng đã vô chậu cho cô chú anh chị rồi. Về cũng chỉ cần tưới nước thôi, cây thì đang cho hoa luôn. Rồi cây có chiều cao lên đây là 35. Có tán ngang là 37. Cây này khoảng mười mấy cái bông mà cô chú anh chị ơi, rất là nhiều luôn. Bông này về nhà mình một hai ngày nữa nở nè hết cô chú anh chị. Rồi nụ nhỏ thì còn nhiều lắm. Này điệp lào mà nó nở bông ra cô chú anh chị nhìn mê luôn, rất là đẹp. Điệp lào là nở quanh năm cô chú anh chị, không cần xử lý gì hết, hoa tự nở không à. Nụ ở đây nữa nè cô chú anh chị. Đó, cây này đẹp lắm à. Mã này là mã 21K. Dạ hoành thân là 8. Hoành cũ là 16. 21K, một cây điệp lào có giá 1 triệu mốt em bao ship và em ship cả chậu cho mình luôn. Chậu này là chậu mới. Em đã vô cho cô chú anh chị rồi, về chỉ cần để như gì tưới nước thôi, không cần xử lý gì hết. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Cái nào cô chú anh chị không rõ thì liên hệ số điện thoại của em để em hỗ trợ chụp hình thêm cho mình. Số điện thoại của em là 0939081082. Số đó cũng là số Zalo của em hết cô chú anh chị. Em ở quận Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Dạ tiếp theo 22K. Đây là một cây sâm hương, có chiều cao là được 24. Có tán ngang là 31. Sâm hương Đài Loan hết cô chú anh chị. Cái lá thì rất là thơm luôn nè. Lá lớn như thế này mình lặt nhiều lần lá nó sẽ nhỏ lại, nó khích lại thì cây nó sẽ đẹp hơn ạ. Dạ hoành thân cây em đo ngay chỗ này là được 15 hết cô chú anh chị. Em sẽ hạo tổng cái đường hoành đế đi ha. Hoành đế em đo như thế này đây là được 40 ha. Sâm hương này là đế sắp hết cô chú anh chị. Sắp, đế cộng sắp từ đây ra tới đây luôn, đều 24 giờ.
Mã 24K cây sâm hương này có giá 1,1 triệu, em bao ship và em ship cả chậu cho cô chú anh chị luôn. Sâm hương là sắp đế và sữa thân thì nó sẽ rất là lâu lớn hết cô chú anh chị. Này rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 21K rồi tới này là 23K nha cô chú anh chị. 23K là mai chiếu thủy, nu gò công ạ. À, cây này cũng thuộc loại cây để bàn ạ. À, cây có chiều cao lên đây là được 19, có tán dài là được 35. Cây này tụi em cũng lặt lá ha, và dàn xương lá nó đang ra rất là nhiều ha, phơm tàn đám rồi nè. Cô chú anh chị hồi em lặt cái dàn xương cho mình nhìn cho rõ ha. Hoành đế là được 34 nè, và hoành thân là được 15. Mã này mã 23K ha. Đây em nghiêng cho mình nhìn được cái dàn xương của cây đây. Cây này là mai chiếu thủy nu gò công, thuộc dạng cây để bàn hết cô chú anh chị. 800.000 em bao ship và ship cả chậu cho cô chú anh chị luôn. Cây này rất là đẹp luôn, chậu này chậu mới ha. Rồi em xin phép xuống cây ạ. À, 24K cũng là mai chiếu thủy nu gò công. Cây này cũng có giá 800.000, cô chú anh chị mua một cặp em bớt 100.000 ạ. À, cây có chiều cao lên đây là 15, có tán dài là 40. Cây này là dáng bay ha, cái thân thì nó nằm giống như hình thú vậy. Phơm tàn thì ấm lắm rồi, tụi em đã điểm dây cho mình hết rồi. Lá này đang ra rất là nhiều ha. Em đo tổng cái hoành đế ở đây là được khoảng 31 ạ. À, cây già lắm rồi cô chú anh chị nhìn ha. Cây nhỏ nhưng mà mặt cắt là nó muốn lành mặt cắt luôn rồi, là chứng tỏ cái độ già của nó ha. Đó, cô chú anh chị nhìn nè, cái dàn xương thì nó bằng ngón tay út của em á, cốt lớn. Rồi 24K 800.000 luôn, cũng là mai chiếu thủy nu gò công ạ. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo là 25K hết cô chú anh chị. 25K. Hôm nay em có hai cây sâm trái nha, sâm trái mini để bàn hết cô chú anh chị. Mà em bán một cặp ha. Này, một cặp hai cây như thế này đây là 700.000, bao ship và bao cả chậu luôn. Cái chậu này không là gần 100.000 rồi nè cô chú anh chị. Này, cây dáng rất là đẹp ha. Dạ, chiều cao lên đây là được 24 mà. Cái tàn đổ xuống đây là được 40 nè. Còn cái nhánh này là tàn bay lên đây là được 35 ha. Em đo cái thân, thân là bằng ngón tay cái của em cỡ 5-6 hết cô chú anh chị. Này, cây mỗi cây là có một cái dáng khác nhau. Cây nó thân nó nhỏ nhưng mà nó rất là già cây nè. Cốt cành lớn ha. Cô chú anh chị nhìn giùm em ha. Sâm trái ạ. À, sâm trái 100% là sâm trái. Cây này đang cho trái luôn nè cô chú anh chị. Và bông đang cho trái ha. Em chỉ trái cho cô chú anh chị nè, trái nè, đó. Còn những cái bông này nè, nó sẽ kết trái ha, nó rất là nhiều chỗ luôn nè. Trên đây nè, cái trái đặc biệt sâm trái ha, cái trái nó mình chơi khoảng 4-5 tháng mới rụng. 25K, mã clip của cây cảnh Huy Hoàng ngày hôm nay có giá 700.000, em bán một cặp hai cây, bao ship bao chậu ạ. À, cây cảnh Huy Hoàng rất là chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã xem clip và mua cây ủng hộ em ạ. À, em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trên kênh LTK Bonsai và những clip sắp tới ạ. À,